Ok, xin chào toàn thể các bác, các anh em đam mê chơi BCB trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh YouTube của Shop Qua Lửa. Hôm nay trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, em sẽ lên cho bác 5 cái mẫu bơm tay đang là mưa làm gió trên thị trường. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu và báo giá công khai cho anh em để các bác cân đối khả năng tài chính đấy cho mình một cái cây bơm phù hợp với túi tiền và mục đích sử dụng của mình các bác nhé. Hôm nay tất cả các bác mua bơm nhé, cả các bác mua một bơm sẽ được tặng 4 món sản phẩm các bác nha, tặng cho các 4 món sản phẩm chơi lớn luôn nha. Đấy thì 4 món sản phẩm ở đây có những cái gì thì em sẽ nói luôn cho các bác nha. Đầu tiên các bác mua bơm thì sẽ có theo tặng theo một cái cà lê đa năng nha, một nọ dầu bôi trơn này, một túi răng sim nha. Đấy, 3 món nha các bác nha, 3 món. Rồi món thứ tư thì có khả năng các bác lấy ti thì em sẽ tặng cho các bác một cái ti nha. Các bác nào thích lấy lọ dầu nữa em sẽ tặng cho một lọ dầu nữa. Các bác thích lấy túi răng sim nữa em sẽ tặng cho các bác một răng sim nữa nhé. Đấy thì có ba cái món này là mặc định thì em sẽ tặng theo các bác, còn ba cái món này thì các bác thích lấy cái gì em tặng cho bác đấy theo nhá. Đấy, cam kết cho các bác cứ mua một bơm sẽ được tặng 4 nhá, tặng 4 món sản phẩm đấy. Ok các bác chưa, các bác mua bơm thì tặng cho bác như thế là để khuyến mại cho các bác về dùng soi cua nhé. Mình ví dụ tinh cái túi sim này, các bác bơm có vấn đề gì mình có sẵn sim thay sửa nhé. Cái lọ dầu này thì các bác nhỏ vào cái khe hút gió bôi trơn, bơm nó bền bỉ theo thời gian nhé. Cái ti này thì ví dụ bác nào hỏng ti thì mình có ti soi cua, em sẽ tặng luôn cho bác nhé. Đấy thì các bác mua một bơm sẽ được tặng 4 món nhé, cà lê, dầu, trong sim, 3 món nhé. Còn mấy món này ba má các bác nào lấy thêm cái gì em tặng thêm cho bác, các bác cái đấy nhá, mua một tặng 4 chơi lớn cho bác trong ngày hôm nay nhá. Thì không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ đi chi tiết giới thiệu cho các bác về cái mẫu bơm tay cao áp đang đứng số 1 hiện nay các bác nhá. Đây là cái mẫu bơm tay Shinjongsi, mẫu bơm tay Shinjongsi. Cái mẫu này thì bơm nhanh, bơm khỏe, bền đẹp. Đây các bác quan sát chắc chắn chưa, chân thì là chân inox nhá. Cái này là chân inox không gập nhá. Van xả áp siêu to khổng lồ cho các bác nhá. Đấy, van xả áp siêu to khổng lồ này. Đồng hồ là đồng hồ to các bác nhá. Lọc ẩm là lọc ẩm to. Cái mẫu này bao cho các bác bơm khoảng độ tầm 300 đến 350 cân rất chi là nhanh. Thân bơm nhá, thân bơm được làm bằng inox 304 nguyên khối nhá. Phay ra các bác thấy chất lượng đảm bảo là bền bỉ theo thời gian. Anh em dùng con này thì đảm bảo cho các bác không thất vọng đâu các bác nhá. Khi các bác lấy cái mẫu bơm tay Shinjongsi, các bác bỏ tiền ra đáng đồng tiền bán gạo nhé. Giá của con này nhá, giá là 1.850.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Em bán cho các bác giá này nhá là giá khuyến mại, giá hữu nghị nhá. Còn trên thị trường người ta đang bán cho bác đâu đấy khoảng 1.900.000 nhá. Em bán cho các bác 1.850.000, thứ nhất là để giao lưu, thứ hai là chia sẻ cho anh em kết nối đam mê nhá. Đấy, các bác lưu ý nha, các bác mua bơm bên em thì bên em sẽ ship cút COD 63 tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc. Các bác được quyền kiểm tra hàng, kết hàng trước khi nhận nhá. Ok chưa, nỗi đâu em đủ đấy cho các bác nhá, uy tín nhá. Ok đấy, tiếp theo em sẽ lên cho các bác nhá, lên cho các bác cây bơm thứ hai là cây bơm đồng hồ to này, đồng hồ to 50 MPa các bác nhá, đồng hồ dầu nhá, xịn xòa nhá, lọc ẩm là lọc ẩm to nhá. Cái này là hiệu quân báo chân gấp các bác nhá. Đấy, chân gấp. Cái này chân gốc các bác có thể cho vào ba lô, mình đi rừng đi phượt thì rất chi là tiện rồi. Ví dụ các bác đi vào rừng khoảng 1-2 ngày thì mình gấp chân lại, mình tháo cái tay cầm này ra, mình cho vào ba lô nhé. Các bác đi thì nó tiện lại nhé, di chuyển nó không bị cồng kềnh đấy. Cái mẫu này là bản đặc biệt các bác nhá, bản đặc biệt là đồng hồ to, đồng hồ to, lọc ẩm to màu đen nhá. Thân bơm làm bằng chất liệu đặc biệt thì cái này sẽ là bơm nhanh bơm nhẹ các bác nhá. Mẫu này thì hiện tại đang được bên em bán với giá công khai cho các bác là 900.000, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. 63 tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc nhé, các bác chỉ cần thanh toán 900.000 nhé. Các bác kiểm tra hàng đúng mẫu mã đúng chất lượng, các bác thanh toán 900.000 cho shipper cho em nhé. Các bác mua bơm thì sẽ được tặng theo 4 món, mua 1 tặng 4 đấy, chơi lớn cho anh em nhé. Cái mẫu bản đặc biệt là 900 nhé, còn mẫu này đồng hồ to, lọc ẩm to các bác nhé, cũng đồng hồ dầu chân gấp, nhưng cái này là bản thường nhá, bản thường thì rẻ hơn 50 cơ nhá. Cái này là 850, đây cũng hiệu FB con gáo báo chân gấp. Nó phân biệt cái bản đặc biệt và bản thường nhá, ở chỗ nào đồng hồ giống nhau rồi, nó khác nhau ở cái nọc ẩm nhá. Nọc ẩm màu vàng là hàng thường, nọc ẩm màu đen là bản đặc biệt đấy, người ta đánh dấu ra như thế rất chi là rõ ràng, các bác mua bán khỏi bị nhầm lẫn nhá. Cái hàng thường này giá 850.000, bao cho các bác bơm khoảng độ tầm 200 đến 250 cân,
trên một nốt nhạc nhé. Còn bản đặc biệt này bơm khoảng 300 đến 350 cân, rất chi là nhanh đấy. Các bác mua một thì em sẽ tặng cho bác 4 món nhá, đi kèm phụ kiện như lúc đầu em đã báo giá công khai cho các bác đấy. Tiếp theo em sẽ lên cho bác và anh em cái mẫu bơm thứ tư nhá. Mẫu bơm thứ tư đây gọi là bơm nhỡ các bác. Đây là đồng hồ to nhá, đồng hồ to lọc ẩm bé, đồng hồ to lọc ẩm bé. Cái này là hiệu FB con báo các bác nhá, đồng hồ to lọc ẩm bé, FB chân là chân gấp đấy. Cái này thì đang được bên em bán với giá khuyến mại nhá, giá khuyến mại cho anh em là 780.000, 780.000 tặng cho anh em mua một bơm tặng 4 món cho các bác nhá. Ok chưa? Cái này bơm thì 200 đến 250 cân, rất chi là nhanh. Đây là mẫu bơm nhỡ các bác nhá. Đấy, tiếp theo mẫu bơm thứ 5 và là mẫu bơm cuối cùng thì đây là mẫu bơm nhỏ nhất các bác nhá. Đây là người anh em sinh sau đẻ muộn đấy. Chân là chân cánh én này, đồng hồ là đồng hồ bé đấy. Lọc ẩm là lọc ẩm bé các bác nhá. Đấy, cái mẫu này thì bao cho anh em bơm khoảng độ tầm 180 đến 230 nhá. Ví dụ các bác nào chơi truyền thống thì mình lấy con này bơm là rất chi là hợp lý và vừa túi tiền. Vì những cây truyền thống thì anh em chỉ phải dùng mức áp nó thấp. Đấy. Cái bơm này thì giá là 600 nhá. 600 đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Anh em nào mua hàng thì nhanh tay gọi điện đến hai đầu số trên của shop nhé, để được nhân viên bán hàng tư vấn cho các bác đấy. Ví dụ các bác thích cây bơm Sinonsi 1.850.000 thì các bác bảo là em ơi bán cho anh một cây bơm Sinonsi 1.850.000, hoặc cái cây bơm bản đặc biệt thì bảo bán cho anh cây bơm bản đặc biệt 900, cây bơm bản thường này 850, cây bơm nhỡ này nhá là 780, cây bơm bé này là 600 nhá. Đấy, các bác chỉ cần đọc giá tiền ra là em biết các bác muốn lấy cái mẫu bơm nào, thì em vẫn cứ bảo các bác là các bác muốn lấy bơm nhé, thì các bác vui lòng gọi điện đến hai đầu số của shop nhé. Các bác đừng nhắn tin, vì nhắn tin thì em lắm lúc rất chi là bận, không có thời gian check trả lời tin nhắn cho các bác, thì các bác lại bảo là shop bán hàng không check tin nhắn thế nọ thế kia ABC và G nhiều lắm. Nếu mà các bác không gọi thì các bác chỉ cần nháy máy, bên sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn cho các bác nhé. Đấy, các bác nhắn tin qua lại thì nó mất thời gian của cả hai bên rất chi là nhiều. Em không trả lời được cho các bác luôn thì các bác lại không hài lòng. Nhưng mà em thì việc nó cũng nhiều, không phải lúc nào cũng ke cầm mấy cái điện thoại để xem check tin nhắn cho các bác được đấy. Thì các bác thông cảm cho em vấn đề đấy nhé. Em vẫn cứ ưu tiên các bác gọi điện nhé. Các bác gọi điện, các bác không gọi điện, các bác chỉ cần nháy máy nhé, bên em sẽ có nhân viên gọi lại cho các bác nhé. Đấy, thì một cái video rất chi là ngắn thôi nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.